với Đức Phật nói giới luật còn thì đâu Phật còn, giới luật mất thì đâu Phật quay mất. Quý vị muốn coi có đạo Phật còn hay không, coi các hành ni còn giữ giới hay không. Và là Phật bảo ăn ngày một bữa thì mình cũng ăn ngày một bữa. Yeah. Phật bảo mặc ba y sống hạnh, mình cũng học mặc ba y sống hạnh, Phật bảo cao tóc. Yeah. Mình cũng cao. Phật bảo bỏ nhà ấy, đừng vô ở nhà nữa, sao nhà mình cũng thế. Tại vì con là bây giờ là không phải sư, không phải thầy. Yeah. Con là một người công dân Việt Nam như mọi người ấy, đi tập học theo Phật thôi. Con không có muốn mượn hình ảnh của các chùa, các sư. Là phải biết người nào chân tu, người nào giả tu, người nào tu thiệt, người nào không tu thiệt. Người tu thiệt thì họ rất lãnh đạo, họ không có mà đoan đả cái gì đâu. Theo mọi người tu thiệt thì vì tiền nhiều hơn, để thấy việc nghèo thì ham, mà thấy mấy người nghèo thì không nói tới. Nếu chỉ muốn coi người đó là chân tu hay không, Đức Phật có dặn trước rồi, coi ba điều thôi. Một là giới, hai là định, ba là huệ.